quý vị các bạn, Nguyễn Ly rất vui được đồng hành với quý vị các bạn trong bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng ngày hôm nay, mùng 7 tháng 4. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ qua. Những ngày này, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nắng nóng gay gắt. Ở các tuyến đường có những hàng cây hàng chục năm tuổi vươn mình trong nắng phủ mát nhiều con phố, khiến nhiều người dân đi ngang qua hoặc sinh sống tại đây cảm thấy mát mẻ hơn so với những khu vực vắng bóng cây xanh. Nhiệt độ đường luôn ở ngưỡng cao từ 39 đến 40 độ C vào các giờ cao điểm. Hôm nay ngày 7 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra đợt 1 với hơn 94.000 thí sinh tham dự từ khoảng 7 giờ tại điểm thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Rất đông thí sinh đã có mặt tại đây để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ghi nhận của báo Lao động, trước giờ vào phòng thi, nhiều thí sinh tỏ ra thoải mái, không quá áp lực. Danh sách tuyến đường vừa được 3 quận gửi Sở Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan xem xét trước khi thống nhất triển khai cho thuê vỉa hè. Tại quận 1 có 52 tuyến vỉa hè đủ điều kiện sử dụng một phần tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa và 12 tuyến cho giữ xe có thu phí. Tại quận 10, địa phương cũng đang rà soát và đề xuất danh mục 28 đường có hè phố rộng từ 3m trở lên, đủ điều kiện cho sử dụng một phần tổ chức các hoạt động ngoài giao thông có thu phí. Tương tự, quận 11 cũng có 17 tuyến đường vỉa hè rộng được đưa vào danh mục có thể tổ chức hoạt động giữ xe hai bánh, không thu tiền dịch vụ và một tuyến cho giữ xe có thu tiền. Ngày 5 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 662 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố danh mục gồm 11 thủ tục hành chính mới ban hành tương ứng với 16 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. Tại quyết định số 735 ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và 33 thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ. Thưa quý vị các bạn, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Tuy nhiên, vẫn lo ngại về tình hình bệnh sởi bùng phát khi số lượng người tiêm vaccine phòng bệnh sởi vào năm 2022 và 2023 chưa đạt 95%. Trước tình hình đó thì ngành y tế vẫn luôn xác định là chủ động phòng chống dịch bệnh và đặc biệt là phòng chống dịch bệnh trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Tất cả các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học đều được triển khai thường quy và được giám sát dưới sự giám sát chặt chẽ của các trung tâm y tế quận huyện, trạm y tế phường xã và dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của